Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Câu lạc bộ kế toán kiểm toán viên tương lai trường đại học ngoại thương CFAA đã hoàn thành việc tuyển thành viên Gen 8. Trải qua 3 vòng thi rất căng thẳng, 51 sinh viên từ năm nhất và năm 2, trong đó có đúng 69% số thành viên mới là nữ, đã xuất sắc thể hiện được khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng làm việc nhóm, đồng thời chứng minh được mình là thành viên có tố chất phù hợp cũng như có cá tính mà câu lạc bộ còn thiếu. Không chỉ thế, vòng project còn mang lại những tình bạn sâu sắc và hứa hẹn sẽ kéo dài suốt 4 năm học dưới mái trường ngoại thương. Và tôi xin nhấn mạnh rằng, đây mới chỉ là điểm xuất phát. Vào thứ Bảy ngày 17 tháng 10 vừa qua, những đại diện của ban tổ chức, ban chuyên môn và ban thông tin câu lạc bộ CFAA đã đến tòa nhà Cang Nam và cụ thể hơn là đến nơi làm việc của hai công ty trong Big Four tại Việt Nam. Chúng ta đã thể hiện được sự đồng bộ cũng như phong cách làm việc chuyên nghiệp của SIFA trong chuyến đi hỗ trợ vòng 2.2 TAC tại PwC và Office Tour tại KPMG. Trong phần tin tiếp theo, chị Linh Chi hay Chi Renji, cựu thành viên của CFA đã vượt qua những vòng thi khó khăn của cuộc thi Breaking the Limit để đến với vòng thi chung kết. Tuy chưa giành được kết quả cao nhất nhưng chị đã vượt qua nhiều câu hỏi khó và nhiều đối thủ để trụ vững trên sàn thi. Tối hôm đó cũng là ngày đội cổ vũ C4 dù rất nỗ lực hò hét nhưng phần thưởng 3 triệu vẫn về tay team phách của Đại học Kinh tế Quốc dân. Cho thuê nhà trọ, phòng rộng 20m2, sạch sẽ, thoáng mát. Phòng có đầy đủ cửa ra vào và cửa sổ. View đẹp, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được toàn cảnh phòng tắm nhà đối diện, tầm nhìn xa 10m. Địa chỉ số 15, phố Ngô Thì Luộc, quận Hà Đông, Hà Nội. Chỉ dành cho sinh viên ngoại thương 54 trở lên. Cho phép để xe đạp trong nhà, liên hệ chị Vân Dược để biết thêm chi tiết. Clip chỉ mang tính chất minh họa bởi một thanh niên dỗi việc. Sau đây là phần tin thể thao. Trận bóng đá chưa thắng của giải FTU Champions League giữa Sifum và Hà Tĩnh Team tuy thua nhưng tinh thần các cổ động viên Sifum vẫn rất mạnh. Quần áo đỏ của team Hà Tĩnh của phái đẹp quân ta được triển khai nhưng chỉ đủ để người đàn ông ấy mặc thêm một chiếc quần. Mặc quần xong, anh lại đẹp trai như thường. Tiếp theo là phần tin thời tiết. Nồng độ carbon dioxide cao trong khí quyển giữa lượng con người cũng như kiến tạo màng thay đổi quỹ đạo các thứ đã làm biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng rõ rệt. Ở nhiều nơi, đêm đã biến thành ngày và ngày vẫn là ngày, đặc biệt đối với thành viên SIFA trong thời kỳ chạy TAC. Đặc biệt là các thành viên nữ, có khi đã phải thức khuya, thậm chí thức trắng đêm online Facebook để hoàn thành công việc được giao và nhiều việc khác. Vẫn làm con trai chúng tôi cũng thấy xót xa thay cho nhân sắc ngày một tàn phai của các bạn. Continues to be.
I'd rather be.